Danh thủ Messi vừa có màn đùa dai tại Trung Quốc đại lục, đồng thời trở thành trường hợp đặc biệt không cần visa mà vẫn vào được vùng đất cấm. Câu chuyện hấp dẫn ở chỗ Messi lý luận rằng anh có thể tới Đài Loan thì tại sao không thể tới được Trung Quốc? Chẳng phải Trung Quốc lâu nay vẫn nói Đài Loan là một tỉnh của mình? Vào ngày hôm qua 11 tháng 6, ngay khi đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Argentina và Australia, danh thủ Messi đã bị hải quan Trung Quốc giữ lại vì vấn đề hộ chiếu. Messi có hai hộ chiếu Argentina và Tây Ban Nha. Lần này anh tới Trung Quốc bằng hộ chiếu Tây Ban Nha. Vốn nghĩ rằng chỉ cần hộ chiếu Tây Ban Nha thì có thể tới được Đài Loan, vậy là đủ, không cần mất công xin visa. Nhưng khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Messi mới biết rằng công dân Tây Ban Nha không được miễn thị thực khi vào Trung Quốc. Do hạn chế về ngôn ngữ, phái đoàn Argentina rất khó giải thích thấu đáo với hải quan Trung Quốc. Kết quả là danh thủ hàng đầu thế giới bị giữ lại nhiều giờ, mặc dù cuối cùng anh vẫn được cấp visa nhanh để có thể đá giao hữu với đội tuyển Úc. Bị vây khốn, sau khi thoát được hải quan Trung Quốc để về khách sạn, Messi lại phải đau đầu vì bị người hâm mộ Trung Quốc vây xe buýt chiếm phòng tập. Đội ngũ vệ sĩ của Messi cũng đã phải kinh ngạc vì độ quái chiêu của người Trung Quốc. Trước dàn vệ sĩ lực lưỡng, có một người đã lọt qua hàng rào an ninh và đứng ngay cạnh Messi, vừa livestream vừa hét Messi, Messi. Khi bị yêu cầu rời đi, anh này vội kêu lên, tôi chính là tài xế. Sau khi kiểm tra và xác nhận đúng sự thật, anh ta mới bắt đầu làm công việc chính của mình là đưa Messi cùng đồng đội về khách sạn. Tuy nhiên, sau khi nơi ở bị phát hiện, người hâm mộ Trung Quốc lại kéo đến khách sạn quá đông, khiến Messi và đồng đội không thể tập luyện cũng chẳng thể ra ngoài. Một cô gái trẻ chừng 26 tuổi mặc áo Barcelona chia sẻ, tôi đã đợi từ 9 giờ sáng đến trưa. Tôi nghĩ Messi sẽ đi qua cửa chính chứ không phải đi cửa sau. Tôi hơi thất vọng vì không thấy anh ấy, vì không thể mua vé xem trận đấu giao hữu. Tôi đã đặt phòng ở cùng khách sạn với Messi và hy vọng có thể nhìn thoáng qua anh ấy. Theo lịch, đội tuyển Argentina có buổi tập đầu tiên vào chiều 11 tháng 6, nhưng người hâm mộ Trung Quốc đã tràn vào bên trong. Họ ở sẵn trong phòng tập thể dục của khách sạn, khiến buổi khởi động tại đó không thể diễn ra như dự kiến. Cuối cùng, Messi cùng đồng đội đã phải di chuyển đến sảnh tiệc để tập luyện. Thậm chí, một số hoạt động giao lưu của đội bóng cũng đã bị hủy bỏ bởi phía ban tổ chức lo ngại mất an ninh. Còn khi Messi chuẩn bị tới sân bóng để tập luyện, thì lại bị người hâm mộ vây kín xe buýt lẫn cửa ra vào khách sạn, khiến các cầu thủ bị kẹt bên trong. Phải đến khi lực lượng chức năng dẹp loạn, Messi và đồng đội mới có thể tới được sân tập. Sự xuất hiện của ngôi sao từng đoạt 7 quả bóng vàng hiện vẫn đang gây bão cả online lẫn offline. Anh đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tôi thực sự muốn nhìn thấy Messi. Tôi vẫn còn cảm thấy những cảm xúc của trận đấu khi Argentina giành được chức vô địch World Cup.